Nghe tim mình giới thiệu cho bạn cái một loại cây họ nha xương rồng lắm nhé. Đây, đây chính là cái cây mình giới thiệu. Cây này đây, đây là một cây hoa mà mình không biết nó là hoa gì, nhưng mà nó có rất nhiều loại nhé. Hoa nó cây này ở đây là có màu hồng, mình đã gặp thêm các loại hoa như thế này mà màu trắng này. Loài như thế này màu vàng này, và đây là loài màu hồng này, có thêm loài màu đỏ nữa. Và cái cây này ở đoạn này thì nó nhợt nhợt bóng bóng này đó, có một lớp nhợt một keo đó, mình chạm vào nó cứ dính đó, nó tiết ra một lớp nhợt giống như kiểu để tránh kiến ấy. Và cái này này khi mà bẻ cái lá nó ra nhá, đây đó mọi người thấy không, chính là cái mổ của cái cây nó chảy ra đấy, ghê không? Đó, thấy chưa? Đây. Đó, khi mình vẽ nó ra nó có một lớp, có cái mũ chảy ra đấy, đó. Và cái lớp nhựa cây này thì giúp để bảo vệ cây, cái thân của nó này. Đây, mọi người thấy không? Toàn là gai, chi chít nhờ gai luôn, rất nhiều. Đây, 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 gai này, gai cứng đấy chứ. Đây. Vâng, vào đây. Đó. Và cái thân cái cây này thì nó thế này thôi mà kiến vẫn bấu được, nên là nó phải tiết ra cái nhựa này để bảo vệ cây. Và những cái hoa này là nó cần tan rồi. Đó, đây là những cái lá mà đã bị tan này. Còn đây là những cái lá vừa mới ra này, non. Đó. Qua bên này là mình thấy chói quá rồi. Mọi người sáng mọi người sẽ thấy được cái thấy rõ, nhưng mà đây đó. Cảm ơn.